bé Tường Văn ạ. Có ba mẹ bé Tường Văn ở đây không ạ? Dạ có thầy. Dạ vâng, mẹ Dạ. Bùi Hảo đúng ạ. Dạ Và rồi thầy. chào mẹ Bùi Hảo. Ô thầy. Dạ. Và bé đang học cùng mẹ đấy ạ. Dạ bé thích vẽ lắm thầy, nhà Vâng. toàn là họa sĩ con vẽ đầy tường luôn. Ồ, thế là con rất thích về phần sáng tạo, phần nghệ thuật, và điều này là não phải của con rất chi là tốt đấy mẹ. Dạ. Vậy Bé là bé biết lắp ráp, biết ráp hình nào ra hình đấy thầy, nhưng mà cái phần giao tiếp là bé cũng chưa được giao tiếp tốt lắm. thế là vậy là bé đang có một số các phần để mình là điểm tựa để mình hồi phục cho con ấy mẹ. Vâng, mẹ hạ mình xin chia sẻ hình ảnh về bài của bé. Ê, ê, được, được. Ê, ê, được, được. Bé Tường Văn ạ. Vâng, bé khoảng tầm hơn 3 tuổi ạ, 3 tuổi rưỡi đúng không mẹ? Dạ đúng rồi thầy. Dạ vâng. 3 tuổi 3 4 tháng rồi. Dạ vâng. Về dinh dưỡng thì con không chịu ăn rau, con không chịu uống nước ép, con không uống nước hạt. Thì rất nhiều trẻ của chúng ta là thường là cũng hay như vậy, nên là cái phần này cũng chưa có gì chú trọng lắm, bởi vì nó có thể sau này mình sẽ điều chỉnh sau. Về thị giác, con xoay tròn, con nhìn đến trần nhà, hay là con xoay có đồ vật xếp rồi sẽ hàng dài, thì là như phân tích ở trên phần này nó có dấu hiệu là phần thị giác của con ở ngưỡng thấp mà, thì con có thể bị luôn kích thích tìm những cái để cho dễ chịu cái phần thị giác của con. Về phần xúc giác, con thường cho mọi thứ vào miệng để gặm, con thích sờ vào bộ phận sinh dục, con xốc cổ vào phận sinh dục. Thì đây là cái phần mà như phần trên đã giải thích là con bị rối loạn kết nối ở cái phần xúc giác này, và con cảm thấy tìm thấy cái sự kích thích để dễ chịu, nên là con sẽ có một loạt các hành vi này. Đây là khi mà phần não bộ con, cái phần kết nối tế bào nó chưa được đầy đủ thì nó sẽ có hành vi này, nhưng mà hành vi này sẽ dần theo thời gian thì sẽ hết thôi. Khi mà cái phần kết nối não bộ đã được kết nối và hồi phục và đầy đủ với nhau thì tất cả cái hành vi này sẽ hết. Là mẹ an tâm. Dạ. Con là ngưỡng thấp về thị giác. Về rối loạn hành vi, con hay chạy năng xăng, chạy nhảy suốt ngày, con nghịch phá neo trèo liên tục, con không biết nạn. Vì vậy là các cái phần hành vi này thì có thể là cái phần cảm thụ bản thể, hoặc là cái tuyến tiền đình của con là cũng đang bị rối loạn, chưa được ổn định, nên là con thường chạy nhảy nghịch phá neo trèo để con thỏa mãn cái sự dễ chịu trong cái cảm xúc của con. Về mặt ngôn ngữ thì con chưa có ngôn ngữ phù hợp, hụt hơi, con chưa biết hiểu mệnh lệnh cơ bản, con chưa giao tiếp bằng mắt, con không giao tiếp mà người khác thì gọi tên không quay đầu, con ít thể cảm xúc, con chưa có đặt câu hỏi, con chưa câu hỏi. Và như phần trên thì mẹ Hảo có chia sẻ là con vẽ rất chi là tốt, tức là phần bán cầu não phải về phụ trách về phần hình ảnh màu sắc của con là phát triển khá tốt, con lắp ráp các hình khối, tức là các liên quan đến phần sáng tạo của con khá là tốt. Vì vậy là cái phần cản trở nhận thức của con đó chính là các cái phần thị giác của con. Phần thị giác ở ngưỡng thấp này của con ấy, nên là nó sẽ cản trở, và giống như mô tả với trên các ba mẹ là khi mình cảm thấy nhìn thế giới nó không rõ ràng, nó không được hình ảnh, nó không được được chính xác và chuẩn mực, thì chính vì vậy nên là những gì mà ba mẹ muốn chỉ dạy cho con, muốn gọi con giao tiếp bằng con thì con đâu có nhìn rõ đâu, nên con không thể nào mà giao tiếp bằng mắt một cách chính xác với ba mẹ được. Và cái khi mà tất cả những cái điều đó thì con chưa có tạo cái phản xạ về giao tiếp bằng mắt, con không nhìn rõ, không xác định rõ thế giới xung quanh. Vì vậy là khi người khác gọi tên thì con cũng không định hình, định hướng được những âm thanh đó và những hình ảnh đó trong không gian. Vì vậy là cái việc mà không giao tiếp bằng mắt, không quay đầu, và đó là cái phần mà khi ảnh hưởng bởi các cái tín hiệu đầu vào của con thì thị giác của con bị ảnh hưởng rất chi là nhiều. Và khi con chạy năng xăng và con chạy nhảy suốt ngày, và đây là cũng phần cái phần cảm thụ bản thể và phần nội cảm của con cũng chưa được tốt, nên là cái phần về cảm xúc, tình cảm giữa mẹ với con hoặc người thân trong gia đình thì con cũng chưa có sự kết nối được tốt, bởi vì tất cả cái phần xúc tác
cái cảm thụ bản thể và cái phần nội cảm của con cũng chưa kết nối mạnh phần não bộ. Vì vậy là rất nhiều cái phần về cảm xúc của con không quan tâm đến người khác nói gì và con cũng không thể hiện cái sự tương tác đối với người thế giới xung quanh. Thì đó chính là do toàn bộ cái tín hiệu đầu vào của con, rồi cái phần cảm thụ bản thể của con đang bị rối loạn. Vì vậy là chúng ta khi khắc phục được hai cái vấn đề trên này thì tất cả những cái vấn đề về nhận thức rồi giao tiếp này con sẽ được giải quyết. Đó là hướng để chúng ta hồi phục. Chính vì vậy là tất cả các kỹ năng khác thì chắc chắn là con cũng không học được rồi, bởi vì con nhìn không rõ, con không giao tiếp được tốt, con chạy nhảy năng sang khả năng tập trung của con không thể tập trung học tập được, bởi vì rất đơn giản là cái phần nội cảm của con đang bị rối loạn, chưa kết nối được tốt. Đó là cái phần như vậy. Và chính như vậy vì vậy là con sẽ cản trở con và con không có sự liên kết rồi về tình cảm với mọi người xung quanh. Đó là cái cản trở con. Và mẹ Thảo con đó không ạ? Dạ con thầy. À vâng, mẹ tắt hình nhưng mẹ vẫn mở tiếng. Và đó là cái phần sơ bộ. Vậy là cái phần cản trở của con thì là cái phần tín hiệu đầu vào về về thị giác đang cản trở của con đối với nhận thức thế giới xung quanh, mẹ Thảo ạ. Và đó là cái điểm mà chúng ta cần phải tập trung vào để giải quyết và sẽ khắc phục cho con. Thì con sẽ tăng cường được nhận thức rồi học tập, rồi có thể phần thể hiện tình cảm hoặc là kết nối cảm xúc với người thân trong gia đình sẽ được cải thiện. Và cảm ơn mẹ Hảo rất nhiều. Mẹ có thêm câu hỏi gì không ạ? Dạ thầy. Dạ tạm thời thì như vậy đi thầy, rồi có gì em hỏi thêm thầy bằng tin nhắn nha luôn cũng được. Dạ vâng, cảm ơn mẹ Hảo rất nhiều, bởi vì thời gian của chúng ta chỉ có một buổi tối nên là cũng xin phép lướt nhanh như vậy. Nên là nếu các ba mẹ cần cái hỗ trợ thêm gì thì cứ nhắn tin cho bản thân tôi để tôi sẽ hỗ trợ. Vâng, cảm ơn mẹ Hảo rất nhiều.